Radio tập 1, sơ lược về tam thể xác thân và sự tồn tại của vong linh. Bài 1, tam hồn thất phách hay ba hồn bảy vía là gì? Mối liên hệ giữa tam hồn thất phách và con đường tu tập tinh tấn. Mỗi người, vật, tồn tại nơi thế gian đều có tam hồn thất phách, mà dân gian thường gọi nôm na là bảy vía ba hồn. Ở vật chất, thực vật, động vật thì ba hồn bảy vía này ít phức tạp như của con người. Tam hồn hay còn gọi là tam thể xác thân bao gồm: một, hồn thiên, còn có tên gọi khác như là linh hồn, tâm, thần. Hồn thiên là phần hồn có trí tuệ siêu việt, trọn lành, hay còn gọi là ánh sáng lương tâm, Phật tánh, ánh sáng thiên lương, minh triết. Hồn thiên tác động lên bản thân mỗi người, hướng con người về chân thiện mỹ. 2. Hồn xác, còn có tên gọi khác như là thân xác, thân, tinh. Hồn xác là phần hồn hữu hình do tinh cha huyết mẹ tạo thành, được nuôi dưỡng bằng vật chất thế gian. Hồn xác có xu hướng thỏa mãn các nhu cầu thể xác, dục vọng, mang tính bản năng của động vật, như là đói thì kiếm ăn, tới mùa thì muốn sinh sản, theo điều kiện môi trường sống. Hồn dại còn có tên gọi khác như là thần hồn, trí, khí. Hồn dại là phần hồn có trí tuệ chưa sáng suốt, cần được học hỏi, dẫn dắt bởi hồn thiên thông qua quá trình trải nghiệm sinh sống nơi thế gian. Hồn dại là bản thân mỗi người sẽ chịu trách nhiệm các nghiệp thiện ác của mình. Khi xu hướng theo tiếng gọi lương tâm hay dục vọng thể xác, tam hồn và trạng thái tinh khí thần hợp nhất mà người tu có thể đạt được. Khi người tu đạt trạng thái tinh khí thần hợp nhất thì được gọi là chân nhân, là bậc tiên nhân giữa đời thường vậy. Khi ấy, nếu ai có hữu duyên tiếp xúc với chân nhân ấy thì tự nhiên cảm giác bình yên, an lạc một cách lạ kỳ. Những vướng mắc trong thân tâm, những phiền não, loạn động đều tự nhiên tiêu biến. Những câu hỏi chưa từng được hỏi tự nhiên đã được thông suốt từ bao giờ. Thất phách hay thất vía là bảy tính chất tâm tư tình cảm của chúng sinh nơi thế gian, bao gồm: hỷ là mừng, ái là yêu thương, lạc là vui, nộ là nóng giận, ố ác là ích kỷ, xấu ai là buồn rầu, dục là ham muốn. Người tu chế ngự thất phách còn gọi là thất tình. Chế ngự được bảy tính chất này, làm chủ nó hoàn toàn, không để nó chi phối thân tâm mình, người ấy đang tiến gần với đạo. Người dù có tu tập trăm muôn ngàn kiếp, dành trọn kiếp sinh của mình để công phu rèn luyện thân tâm, nhưng chưa làm chủ được thất tình thì hoàn toàn vẫn dễ sa ngã vào trầm luân khổ hải của thất tình lục dục, điên đảo mộng tưởng. Nếu một lúc nào đó thấy được thân tâm mình có vướng mắc, động tình với thế tục, với những ham muốn thất tình lục dục ngày càng tăng, thì phải quyết tâm thay đổi, tu sửa, từ bỏ những suy nghĩ đã thành thói quen ăn sâu vào mình như vậy. Đến lúc thân mạng này kết thúc, người nào ít còn vướng mắc mê luyến thất tình lục dục thì càng ít có khả năng tự mình lao vào trầm luân sinh tử. Bài 2, sơ lược về nguồn gốc và tính chất của chân hồn, vong linh, anh linh. Một, nguồn gốc. Khi một người, vật chết đi, tức là thân xác tắt thở, kết thúc sự sống nơi thế gian hữu hình, hai phần hồn còn lại là hồn dại, gọi là trí, và hồn thiên, gọi là linh, thì luôn đi chung với nhau, có hình dáng y khuôn như thể xác lúc còn sống trước khi chết. Cả hai phần này được gọi chung là chân hồn, vong linh hay anh linh. 2. Sự khác nhau giữa ba từ ngữ trên. Chân hồn
chỉ về sự tồn tại chân thật của phần hồn, phần xác thì giả tạm do tứ đại hiệp thành, hết duyên thì tan, trở về cát bụi, duy chỉ có phần hồn chân thật thì còn mãi. Vong linh, âm linh chỉ về phần hồn đã mất đi phần thân xác hữu vi. Anh linh, hương linh chỉ về khả năng phi thường của phần hồn do đã bỏ đi phần xác phàm trần hữu hạn, chịu các giới hạn của vật chất. Đây còn là phần hồn có sự tu tập tinh tấn nhất định hoặc có phẩm vị cao trọng nơi cõi vô hình. 3. Hình dạng, tính chất đặc trưng. Khi còn sống có ngộ tính, tri thức, tính cách, dung mạo, hình dáng như thế nào, thì khi chết đi, vong linh sẽ mang đầy đủ các đặc tính y như thế, ngay thời điểm lúc thân xác vừa mới chết. Khi còn sống, nếu phần thân xác khiếm khuyết tay chân, hoặc không may bị tai nạn mà vong thân, lúc bấy giờ, vong linh cũng thể hiện thân ảnh không còn lành lặn như thế. Nên có những trường hợp vong linh chiến sĩ cầm đầu của mình đi lang thang đòi mạng là vậy. Vong linh chỉ thay đổi hình dạng, dung mạo, tính cách, tri thức, ngộ tính của mình cho tinh tấn hơn khi có thể định tâm được, hay còn gọi là ngưng thần thanh tịnh, tức để cho phần linh hồn dẫn dắt phần trí hồn hướng về chân, thiện, mỹ. Hoặc vong linh cũng có thể trở nên bất thiện hơn so với lúc thân xác vừa mới chết. Khi thân xác dần phân hủy, côn trùng, vi khuẩn bắt đầu ăn xác, lúc đó vong linh cũng thể hiện hình ảnh như thân xác đang bị phân hủy ấy. Do các sợi dây liên kết giữa thân xác cùng với phần thần trí vẫn còn tồn tại, nên vong linh sẽ cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của thân xác đang dần tan rã. Thiêu xác giúp cho cảm giác đau đớn ấy được rút ngắn lại, chỉ đau một lần lúc thiêu xác rồi thôi. Nếu thân xác không được thiêu, vong linh phải trải qua nỗi đau từ thân xác đã chết, đang phân hủy. Chúng ta có thể nương nhờ vào điển lực thiêng liêng của những bản kinh cầu siêu, hoặc năng lực chữa lành thân tâm của các pháp sư có định lực cao, thân tâm thanh tịnh để lan tỏa đến vong linh. Khi ấy, vong linh sẽ bớt đi phần nào những đau đớn, khổ sở mà dần trở nên tĩnh lặng. Vong linh không sợ ánh sáng ban ngày như phim ảnh, tích truyện hay đề cập. Họ vẫn đi giữa trưa nắng ngoài đường và thể hiện cho một số người hữu duyên, hợp năng lượng có thể nhìn thấy. Chỉ một số vong linh có thói quen ở nơi u tối thì họ không thích ra nơi có nắng sáng mà thôi. Vong linh có thể tương thông giao tiếp với người sống bằng tâm thức trực tiếp hoặc gián tiếp tác động ý niệm lên một cá thể để người đó làm, nói theo ý của mình. Vong linh có thể nhập hồn vào thân xác của người có dòng ý niệm tương ứng với họ, từ đó mượn xác thân hữu hình đang sống để giao tiếp với thế giới xung quanh. Người ta hay nhìn thấy người thân của mình về nói chuyện, thấy được hình ảnh như người thật, tuy có hơi mờ mờ ảo ảo, có khi thấy trong mơ. Đó chính là sự thấy biết vong linh, chứ không phải gặp ma. Nhưng từ ma lại được dùng quá rộng rãi và phổ biến, thế nên người ta đã đồng hóa ma với vong linh, thành ra gọi là hồn ma.